Anh nói thẳng với mày luôn nha Minh Lâm. Ủa có cái lần đầu tiên mà tao ngồi trên chiếc xe hơi mà mày chở tao á, tao nói thiệt mày là thằng tài xế BD nhất. Nó chạy xe mà nó không dám nói chuyện từ đây 17 luôn. Ủa nó ngồi trên xe mặt như nè. Ờ tao hỏi mày lấy bằng nhiêu lâu rồi? Dạ em lấy bằng gần 10 năm rồi anh. Mày lấy bằng gần 10 năm mày chạy vậy đó hả? Nó khác phong cách anh hoàn toàn. Anh mới lấy bằng xong anh full ga full số luôn. Kim Kha lái xe an toàn. Chào mừng mấy em đến với chương trình kiến thức tổng hợp của Duy Nguyễn. Hôm nay anh rất vui để ngồi đây chia sẻ cho tụi em những cái tâm trạng, những cái cảm xúc. 4 năm lái mẹt đi khắp những nẻo đường của Mỹ. What? Lọt Mỹ mấy năm ngoái thôi. Đi khắp những nẻo đường Việt Nam. Một thanh niên 31 tuổi có bằng lái năm 2016, xong rồi mua mẹt 2016 luôn. Nó là một cái dấu ấn của cuộc đời anh. Thật sự đó cũng không có tiền nữa. Tự nhiên người đi mua thôi à. Chứ còn không nghĩ là mua. Tại vì á, anh là người miền Nam. Mà cái dân miền Nam á thì nó không có thích ô tô bằng dân ngoài Bắc. Cái này là văn hóa mấy em. Có những người quen ngoài Bắc mà, nói chung gia đình anh Bắc Nam đầy đủ hết. Thì khi mà anh còn nhỏ đó, anh sinh viên thôi, anh đi ra ngoài Bắc anh chơi. Thấy những cái ruộng đồng thẳng tắp. Về với một cái xã nọ, có một người quen ở trong xã thôi, nông thôn bình thường thôi, nhà cao cửa rộng đàng hoàng mấy em, có xe hơi nữa, Toyota luôn, mà lúc đó đâu có biết xe hơi là cái gì đâu. Rồi đó cái người bác đó mới nói chú Duy sau này cố gắng làm, cố gắng phấn đấu, dùng chữ phấn đấu mấy em, cố gắng phấn đấu để mua chiếc ô tô đó. Cái đó đầu anh mới nghĩ mua ô tô làm gì trời, mua ô tô để làm gì, trong khi anh đi về quê đi xe máy không à, quê Bến Trà Tre. Quê Bến Trà Tre nha, Bến Tre, đọc giỡn thôi. Nhưng mà cái quan điểm của anh á, hồi trẻ trâu mà, thích chạy mô tô chứ gì chưa biết, xong rồi chở con hot girl mông to, tóc dài bay trong gió, dẫn phong câu lên, rong ruổi giữa cung đường đẹp nhất Việt Nam, không phải là Hạ Long thả gió nha mấy em, cái cung đường đó là cung đường Hạ Long luôn, ông bà Vũng Tàu, vợ biết định đường gì rồi, lâu lắm rồi. Chỉ nghĩ vậy thôi. Mà tại cái suy nghĩ của người miền Nam á, với một thanh niên lớn ra miền Nam, nó gọi là nó thấm đậm cái chất văn hóa của miền Nam. Nó không mê nhà mê xe, nó khổ thế chứ. Mấy em để ý coi, nói về nhà cửa, miền Nam người ta không đầu tư bằng ngoài Bắc. Còn mấy cái nhà biệt phủ, biệt thự gì trong đây á, đa phần gốc Bắc không. Nhưng miền Nam nó khác. Đó, cái đó là anh nói thiệt, anh chia sẻ thật. Trong suy nghĩ của anh, lúc đó anh không nghĩ là sẽ mua xe hơi, làm không khí gì cả, đúng không? Tại vì anh đi anh nhìn ngoài đường trời đất, nó kẹt mưa kẹt nắng, nó đứng nó nhúc nhích, mà anh đi trên đường quốc lộ 1A đó, nó kẹt cả 10 cây số xe hơi có chạy được đâu, đúng không? Anh xe máy anh bay ruộng anh chạy luôn, nổi láo là một chó luôn. Hồi năm nào á nó bị sập cầu Bến Lức đó, cái thằng lái xà lan nó uống ao liếp, nó ngáo sao nó hút cái cầu, sao nứt cái cầu cái gì không biết, năm 2000 hay gì đó. Mấy người nào lớn tuổi thì có thể biết, còn người nhỏ như tụi em đẻ năm 2021 chẳng biết đâu. Là nguyên con đường về miền Tây nó kẹt cứng, đúng không? Nguyên gia đình dòng họ anh từ Sài Gòn tha phương lập nghiệp đi về Bến Tre ăn Tết. Trời ơi, lúc đó bà dì anh mang bầu mà, trời ơi, mang bầu mà bất cỡ xe máy phóng ruộng bụp luôn để chạy về quê á. Đó, còn xe hơi á khỏi chạy, nó kẹt chứ không kẹt. Đó, nên cái tư tưởng của anh và cái suy nghĩ của anh là nói về xe hơi thì phải gu lắm. Nên nghe lời ông bác nói vậy thì biết vậy dạ thưa vâng thôi. Chứ trong động chả nghĩ mua mà tao cũng chả biết sao tao học bằng lái nữa. Tới giờ anh cũng nhớ là anh cũng biết sao tôi học bằng lái B2 làm gì trời. À nhớ rồi, thằng Minh Lâm nó láo cỏ. Thằng Minh Lâm lúc đó mua chiếc Honda City nó kèn cửa với anh. Nó kèn cửa. Ngày xưa hai thằng đi massage đi xe máy thấy mẹ lủi cho nó dễ, đúng không? Bây giờ anh đi xe hơi khác. Anh rửa mấy em. Anh rửa xe. Rửa xe mà anh yêu ăn nhà hàng gì á ở bên quận 7 ngay chỗ Hồ Bán Nguyệt. Trời ơi.
không biết cái thằng tên gì tao không nhớ. Nhưng mà bây giờ nguyên tắc á, cái thằng nào rửa xe thằng đó bao. Một lần giết trong đời, bữa sau hết dám rủ anh đi luôn. Rồi nhớ rồi, nhớ rồi. Thằng đó mua cái Honda City đó. Rồi xong rồi anh học bằng lái. Anh học giữa chừng anh chưa có bằng. Mà anh động luôn trong chuồng rồi. Xong rồi cái nó em mà đưa chìa khóa tao chạy thử rồi. Nó sợ, trời ơi má, nó sợ anh đụng hư xe nó. Đó nó vậy đó. Nó sợ anh đụng hư xe nó. Anh nói thẳng với mày luôn nha Minh Lâm. Ủa cái lần đầu tiên mà tao ngồi trên chiếc xe hơi mà mày chở tao á, tao nói thiệt mày là thằng tài xế BD nhất. Nó chạy xe mà nó không dám nói chuyện từ đây quận 7 luôn. Ồ quá, nó ngồi trên xe mà cái gì nè. Ờ tao hỏi mày lấy bằng nhiêu lâu rồi? Dạ em lấy bằng gần 10 năm rồi anh. Mày lấy bằng gần 10 năm mày chạy vậy đó hả? Nó khác phong cách anh hoàn toàn. Anh mới lấy bằng xong anh full ga full số luôn. Kim Kha lái xe an toàn. Chạy nó phải đã. Anh nói vậy đó. Bởi vì em nhìn thấy cái cá tính giữa anh với nó khác biệt lắm. Anh là con người sôi nổi, còn nó là con người gọi dáng như là nó không phải là trầm lặng mà nó hụt cái gì đó tao không biết, nó mệt quá. Thằng gì kèo đó, mấy em không biết thằng Minh Lâm thì mấy em cứ biết thằng gì kèo đi, thằng đó đó đó, nó kèn cửa Honda City với anh, hiểu không? Xong rồi tự nhiên anh mua xong rồi anh học bằng lái, học bằng lái xong á, cái cúp điện tụi em biết rồi, bữa đó bữa cúp điện phòng tập không có tờ, nó chứ buồn buồn đi coi xe chơi vậy đó. Cái tật mà đi coi phá người ta thôi mà. Đi coi Mazda, đi coi tất cả kiểu. Xong rồi trong cái lúc mà đi coi đó thì tấp vô mặt Trường Chinh. Xong rồi vô gặp con xe nó chém gió mượt quá, đúng không? Nó chém gió mượt quá, leo lên cái xe xong mua luôn. Mua trong ngày. Hợp đồng nó mang qua ký trong ngày luôn. Cóc trả giá. Wow. Tật anh ngu thiệt chứ ta. Ê mua cua đó trả giá giống nó bớt á. Đúng không mấy em? Nhưng mà chính vì anh mua anh không trả giá nên bây giờ anh có chuyện gì anh hú là tao tới tao support. Tao tới là tao giúp đỡ. Chứ gặp mà trả giá như thằng Minh Lâm là cái như thôi nó mua tao bán cho mày, nó giao bộ nó nghỉ luôn. Nó thôi giờ em đổi công, em đổi hãng là nơi rồi đó. Đó. Thì vấn đề chọn mạc là duyên số, nhưng mà nó có đánh không phải nội dung chính video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay nói là vậy thì cho trong quá trình 4 năm trời đi mạc, anh Duy Nguyễn có hối hận không? Nếu được chọn lựa lại, anh có tiếp tục đi mạc hay không? Tao trả lời với mày, tao chưa từng một lần hối hận. Tao chưa từng một lần hối hận. Tại vì anh đi mạc á, là một cái thanh niên mà 31 tuổi mà phải vả mồ hôi từng đêm để có tiền mua mạc. Anh rất là tự tin. Cái ngôi nhà anh đang ngồi ở đây nè là anh mua cuối năm 2016 sau khi có chiếc mạc. Anh có chiếc mạc rồi đi gửi xe thấy mẹ luôn, 1 triệu một tháng. Lúc đó anh ở bên quận 6, nhà không có gara. Anh phải gửi xe. Anh mới gọi là thấm thía một cái câu nói á, là sống ở Sài Gòn này có tiền mua xe mà méo có chỗ đậu. Mà rất nhiều hoàn cảnh đó em. Rất nhiều luôn, bằng mình anh đâu. Đúng không? Rất nhiều. Nhà mặt phố cấp 4, cấp 3 này không chỗ đậu xe. Đó, nên đó cũng là một lý do mà anh xây nhà sau này. Anh xây nhà nó phải có hầm, có hiếc, đồ này nọ. Anh thà anh bỏ mấy tỷ bạc nữa để anh làm hầm chứ anh không bao giờ bỏ hầm. Đó. Và cái con mẹt đó nó giúp cho một thanh niên trẻ tuổi ngông cuồng nhanh rong ruổi trên những bước đường Sài Gòn. Tới lúc từ lúc tao có mẹt rồi tao đạm gắt lắm. Nó khác hồi xưa. Hồi cái thời dách 1000 nó khác. Đúng không? Cái thời dách 1000 là cái thời mà hỏi đáp là một nè, với cái thời mà đời đầu vlog. Vlog của anh có đời đầu và đời cuối, vlog phòng đen. Đó, vlog đời cuối đó. Đó, là vlog nó có mẹt rồi đó, cầm chìa khóa rồi nó mẹt rồi nè, nó có rồi đó. Đó, anh đi rong đuổi, anh coi đất, coi cát này nọ. Khi mà đậu xe này gặp đối tác mình đi xe này xe kia, rất tự tin, đàm phán toàn cửa trên không em. Nói chuyện toàn cửa trên không à. Tại vì ở Việt Nam này nó hình thức mà, tao nhìn vô xe mà đi, mày cửa gian cửa nào. Ví dụ như con WinFast của thằng Fadil gì con này thôi thua rồi đó. Nope. Fadil con này đậu dưới đất, ngày nào cũng đậu, tao me nó nóng nó lắm rồi đó. Đậu tốn một lót. Đúng không, tốn một lót đâu ra chỗ đậu xe. Đó là cái nói về cái cảm nhận khi đi mạc, và nhờ có mạc hay là nói chung anh ký cái hợp đồng này cũng là mạc. Con mạc của anh nó chạy khắp Sài Gòn. Wow. Đó. Con mạc của anh nó cũng đi những tỉnh khác nữa. Mà mạc nó hai con nha. Anh đang nói là con mạc đen á. Con mạc trắng á thì nó không có công trạng rất cát lắm. Tại vì thường thường đất cát thì đi mạc đen. Để gọi là lũi hẻm, lũi hiếc này nọ cho nó dễ.
Đó, con mẹt đen là con mẹt nó chứa đầy ắp kỷ niệm với anh, đúng không? Biết bao nhiêu tình nhân trên con mẹt đen đó rong ruổi trên từng bước đường Sài Gòn cùng với anh Duy Nguyễn đi coi đất. Wow. Con nào được coi đất buổi tối không? Ban ngày nó làm coi đất buổi tối không? Thì cái miếng đất bên quận 9 á cũng là mẹt đen, 12 cũng là mẹt đen, quận 7 cũng là mẹt đen. Và bây giờ mẹt đen anh không còn đi nữa, mẹt đen chuyển qua bên quận 12 để hết chỗ đậu rồi, giờ đi mẹt trắng. Bây giờ từ lúc đổi qua mẹt trắng nó xui, chưa coi được miếng nào hết, mà làm gì còn tiền nữa đâu mà mua, đúng không? Trời đất ơi, xây một lượt 2-3 cái building, vận hành 2 cái phòng gym, ký hợp đồng với biết bao nhiêu hãng luôn, mệt quá rồi mấy em. Bây giờ không xây nữa, từ từ tính. Mấy em nên nhớ, trong video này anh không nói về đẳng cấp của mẹt nha. Trong video này nó chỉ về cái cảm nhận, cái trải nghiệm, cái suy nghĩ của anh khi mà anh đi mẹt nó giúp cho những thành công nào. Ở một khía cạnh mà gọi là duy tâm á, là từ lúc anh có mẹt anh đổi đời mấy. Từ lúc có mẹt anh chuyển từ loại là thuê phòng gym qua xây phòng gym. Wow. Nó đi ngược một chút xíu, người ta là an cư lạc nghiệp, có nhà có xe, anh có xe có nhà. Tại vì cái con mẹt đó đó, nó nói chung á, trong hoàn cảnh đó nó là một cái gì đó nó không giải thích được. Nó kỳ cục lắm, mà xong tự nhiên mua cái nó bị ghiền. Tự nhiên cái năm rưỡi sau cái tự nhiên mua thêm mẹt trắng là chẳng lý do luôn á. Nó bị vũ hoài à. Bữa đó ông bồ rủ đi qua bên quận 7 coi trải điều cái gì, coi gì quên mẹ rồi. Cái gì triển lãm xe hơi quốc tế gì đó. Tao đi mấy lần rồi. Nhưng mà tại con này là mới cua. Nó chưa đi lần nào hết á. Nó muốn anh ơi, em quen với anh, em đã lên mẹt trắng mẹt đen của anh bấy bá cho nó hết rồi, thì bây giờ anh cho em đi một lần để cho em biết, em trải nghiệm đi. Wow. Chứ em rất là thần tượng những con nhỏ mà nó chụp hình xe hơi. Thần tượng mẹ gì BC em ơi. Trời đất ơi, mấy con quỷ đó mà BC thôi, có gì đâu thần tượng. Ví dụ như cái giò dài như em làm bồ anh, em ra làm BC có BC hơi. Nhiều hãng mẹt, BMW, Audi, đúng không, Land Rover. Rồi sau này là VinFast này, nó mướn mấy cái model đó về chụp hình trong mấy ngày triển lãm, ngày 5 triệu chứ nhiêu, hết cỡ. 5 triệu chứ nhiêu, đứng ra cho tao chụp hình. Rồi thêm mấy thằng khứa kia nó giống em vậy đó. Lộn, xin lỗi mấy em, anh có nói vậy. Mấy thằng khứa kia nó cũng bị đặt, nó đi rồi, nó cũng đâu có mua đâu, nó đi coi à. Coi nó có hai loại coi, một là show VIP, hai là show thường là free, show VIP là mời, ok. Đó, tại khu đó triển lãm nó có hai chỗ. Cái nhà quận 7 quan sát khu triển lãm đó, đúng không? Cái khu triển lãm nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng. Cái khu triển lãm gì xét xét gì đó, tét tét gì đó, cũng nhớ tên, nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng. Nhà của anh cách đó 5 phút. Quận 7 á, là sát bên. Nó quay lại mấy thằng kia, nó vô nó chụp hình, nó bá cổ, nó tròn dai, nó bóp này nọ kia. Đổ xong rồi tự nhiên thằng kia có hình con nhỏ này bị bóp, không được gì hết. Thế đúng không? Nên em đừng có nói thiệt, mấy ngày busy cũng khổ lắm. Đó. Thì tự nhiên đi qua bên đó coi triển lãm xong, cái bị dụ mua con mẹt trắng luôn. Wow. Nó mẹt trắng còn năm nhập về Việt Nam có 5 chiếc à. Mà bây giờ chiếc cuối rồi đó, không biết có cuối thiệt không nữa. Nếu mà trong kinh doanh thì có thể nó là bài gài, nhưng mà nhập 5 chiếc thì có thiệt. Xong rồi bữa đó lôi giám đốc ra bụp luôn. Ồ, anh nhiệt tình nhá cha. Ồ, giám đốc qua đây nói chuyện hả? Thôi bữa sau mua luôn. Cái nói anh gì mua không? Ồ, thôi mua chứ sao. Mà cái bữa đó con bồ của nó nhoi nữa. Nói thôi giờ mẹt này em coi rồi, em đi dẫn chở em về Trường Chinh đi coi mẹt thiệt. Tại vì coi con mẹt khác á, con mẹt này là người ta mua rồi ba. Con mẹt ở trong triển lãm là người ta mua rồi. Còn con mẹt trắng nó nằm không phải nằm ở trong triển lãm mà nó nằm ở trong ở Trường Chinh. Mà má biết bữa đó khổ chứ cái nào không? Đi coi triển lãm 3 chiều. Xong rồi về tới ra khỏi triển lãm khoảng 4 rưỡi. Giờ đó mà dám từ quận 7 mà chạy mình qua Trường Chinh không? Nope. Đâu có giờ đó mà dám chạy không? Không có đường nào chạy luôn. Trường Chinh là khỏi chạy, Cách mạng 8 khỏi chạy, Lê Văn Sĩ khỏi chạy, Cộng Hòa khỏi chạy. Vậy thì anh hỏi em, trong cái hoàn cảnh mà mình không thể đi được mà có con bồ đẹp kế bên thì mình nên đi đâu? Rồi mình qua Trường Chinh. Mà cái vấn đề á, bên Trường Chinh tới 6 giờ đóng cửa, nhưng mà người ta chờ tới 8 giờ. Đó. Nên khi mà anh chọn một cái anh mua cái sản phẩm á, nó là duyên, nó là cái cách chơi và cách đối xử. Cách chơi và cách đối xử chứ thật sự nếu mà mẹt nó không làm chuyện đó tao không chả mua. Nhưng mà nhỏ xeo mẹt cho anh á, chắc tao nghĩ là nó là phải là một là duy nhất, hai là số ít ở Việt Nam này bán được 2 chiếc cho chung thằng luôn. Mà nó mua thiệt chứ phải nó mua bán lại nha.
chứ còn mua dịch vụ thì không nói, ví dụ như mày mua taxi, mua pha điêu này nọ, mua 40 chiếc mà chạy taxi cái đó nó làm gì? Đó. Nên nó nói chung là có những cái cung bậc cảm xúc. Đó không? Mà khi anh có mẹ 7 tỷ rồi anh còn nổ con ác dữ nữa. Nhất là mấy thằng trổ 3 triệu nó ghét anh cực kỳ luôn. Nhiều khi nó nói em nói thật lòng anh như này nha, anh từ khi anh có nhà có xe rồi anh sống thay đổi anh khác quá ABC các kiểu. Rồi xong anh comment là ủa thì một người có nhà triệu đô có xe 7 tỷ nha anh có cần quan tâm là anh nói không? Xong rồi cái nói anh nói chuyện anh đừng nói tiền được không? Cái nói thì nhưng giữa anh với em đâu có biết nhau gì đâu, thôi kệ nó đi, cùng chung đẳng cấp tôi nói chuyện không nắp. Anh trả lời cũng chịu phủ lắm em. Thanh lóc mà, lóc nhiều lắm bởi vì cuộc đời của anh giờ này không biết giải thích sao, nó kệ mẹ nó đi thiệt luôn á. Cái đó là Việt Nam. Còn nói về quốc tế, nói về quốc tế, anh qua bên Mỹ, anh tới tiểu bang Orlando, anh gặp Nutrach bên đó. Mà bữa đó con trùm cuối Nutrach đó luôn, trùm cuối Nutrach người Đức. Người Đức đó. Xong rồi anh vô nè, coi hình mình ở Việt Nam nè bạn. Wow. Coi má ơi, hai tay vịn đầu hai con sen, con đen con đỏ, đều logo ba chấu hết. Tự nhiên cái giám đốc đó nó có một cái cảm tình rất đặc biệt mấy em. Nó rất đặc biệt, nói thật. Em hiểu không? Bởi vì cái mở ra tự nhiên tôi đi mẹt, tôi có duyên nợ gì đó. Giám đốc gốc Đức, giám đốc gốc Đức sống bên Mỹ. Mà bây giờ anh Duy Nguyễn là người Việt Nam. Anh Duy Nguyễn mua hai con xe của Đức. Trời đất ơi, ảnh tự nhiên tình cảm ta khác hẳn nè. Đúng không? Khác hẳn, người ta đối tiếp đón mình rất là nhiệt tình. Và đôi khi cái hợp đồng nó cũng béo bở, ví dụ vậy. Đúng không? Và cái điều đầu tiên ông nói, ông qua Việt Nam á, thì ông chỉ yêu cầu anh một cái thôi. Không gái đẹp, không massage, không ăn sơn hào hải vị. Mà cho ông mượn xe ông chạy. Ông dùng cái chữ là cái rim car. Rim car. Cái ông hỏi là ủa xe này đẹp quá trời đẹp vậy. Ông nghe nhìn mặt trắng á. Xe đẹp quá trời đẹp vậy, mua nhiêu vậy? Nói 300k đô trùm. Vậy 300k đô trùm. Oh my god. Đúng không? Một công dân nước Việt Nam dám bỏ 300k đô trùm ra để mua một chiếc xe thương hiệu Đức. Thì người Đức họ nghĩ cái gì? Họ quá ư là xúc động luôn. Thí dụ như mày là tỷ phú, mày bỏ 300k đô trùm ra mày mua đó thì nó chuyện bình thường. Còn tao nghèo mà. Anh nghèo mà mấy em, anh bỏ ra 300k đô trùm ra anh mua cái xe Mercedes đó này nọ kia là. Trong cái hoàn cảnh đó là giám đốc Nutrach người ta rất là gọi là dùng từ là surprise là ngạc nhiên mà ngạc nhiên đây là một tín hiệu tốt, đúng không? Thí dụ như em bỏ số tiền đó mua xe Nhật thì đó ổng nghĩ mày là trẻ trâu, nhưng mà mày bỏ tiền đó mày mua xe Đức, mua xe của cái quê hương ổng, khác liền. Bởi thì cũng hên ghê á mày, đúng không? Nhiều khi nó thật sự á hên giả mang luôn, tại vì anh đâu có biết ông này người Đức đâu. Mà qua tự nhiên biết ổng gốc Đức một cái, giật money một cái hen, lấy mẹt ra liền luôn. Bởi vì chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà chiếc áo nên mặc đúng thời điểm. Chiếc áo nên mặc đúng thời điểm. Anh Duy tới bây giờ anh vẫn chưa bao giờ trọng nhà trọng xe. Anh chưa bao giờ trọng. Có bao giờ á mày thấy anh đi lên con xe mẹt mà đi cái đôi giày mà thử ví dụ như 26 triệu chưa? Hiếm lắm. Khi nào đi tất niên công ty này nọ thì mày đã có thôi. Chứ còn anh đi trên con mẹt, trộn mẹt tao dưới kìa, mày quay phim chụp hình luôn đi. Trời đất ơi má ơi, mẹt 7 tỷ đó vậy đó. Nó đối với anh xe nó chỉ là phương tiện thôi. Nên có con người của anh nó có một gì đó nó huyền bí. Mấy em chưa hiểu nổi đâu. Mà thậm chí mấy thằng nhân viên trẻ trâu của anh á, nó ghi chữ ghim chúa ngạo nghễ ở trên nữa. Mà biết ghi bằng gì không? Lấy tay viết cho thôi, tại xe tao dơ quá. Nó lấy ra tay đi chứ chữ ghim chúa ngạo nghễ. Xong rồi tự nhiên đi rước bồ đi ăn tối. Hỏi oh my god. Anh đứa nào giết xe anh nè. Nóng máu rồi nha. Ủa đi giết gì em? Ghim chúa ngạo nghễ. Ồ vậy chắc nhân viên anh rồi. Xe dơ. Như con người ta, tao nói thẳng với mày, đi với gái cho nó rửa xe láng con. Xịt dầu thơm láng con. Còn anh nó thiệt là giản dị tới mức mẹ trần trụi luôn. Chai dầu thơm mua 3 năm xài chưa hết. Có cái áo CK mua mặc 800 lần. Còn hôm nay cái áo này áo THO, áo BBT. Mặc tượng qua tới vợ. Mặc tết hàng. Lăn lê bò lết tập ra chơi gì nó tập bé mặc banh cái áo thôi à. Với một cái con người của anh nó kỳ lắm. Anh không có trọng bề ngoài, nhưng mà anh cũng trọng bề ngoài. What?
anh không có bao giờ mà ví dụ như đối với anh mạt phải chơi trong hội mạt đi ha, mạt phải này nọ kia, ăn nhà hàng này nọ kia, không có đâu. Mạt của anh nó lủi tới những chỗ rất là tầm thường, nó lủi vào những hẻm rước gái mẹ đầy xe hoài. Trời đất, cái cảm giác đi mạt ở Việt Nam này á, mày lủi vô hẻm mà rước gái gặp bà bóng riêu, mới dựng cái bàn ra đó rồi sao giờ? Mắt bà nhìn nó, cái xe lọt đó qua đi con, bà nhích nhích cái ghế xích vô thôi, mình ngồi trong xe rung thấy mẹ, đúng không? Không có gì để canh hết á. Mày thấy feel chưa? Thí dụ em đi bên Mỹ đường nó có len, em canh len dễ ẹt. Ở Việt Nam này không biết canh gì hết, không thấy cái lỗ đâu, bà đó lọt đó, lọt không tía, mở camera 360 độ coi thua luôn. Nó gần quá camera không phát hiện được đâu là đường và đâu là tường. Hiểu không? Hiểu không? Cái tường bê tông, cái đường bê tông màu gì mà cái tường xây màu gì? Đi đúc. Nên bởi vậy mạt nó mang đến cho anh thời cơ và được gọi là chọn lựa một lần nữa, anh vẫn đi mạt. Mấy giờ nãy giờ anh nói nhiều vậy mấy em tưởng đâu mạt anh đi banh số rồi vậy. Con xe anh mua 4 năm rồi, anh đi chưa được 35.000 cây. Biết taxi nó chạy nhiêu không? Một năm nó chạy cái chừng 100.000, 200.000 cây á. Mà 35.000 cây là nhiêu? Chưa bằng một quỹ đạo của xích đạo. Xích đạo á, xích đạo trái đất á, 40.000 cây. Xe anh chưa được 35.000 cây. Bảo dưỡng, bảo trì cũng bình thường, nhẹ nhàng. Chỉ có hao phí tài sản là lớn thôi. Hao phí tài sản lớn, tại xe lớn tiền. Xe lớn tiền thì hao phí tài sản lớn. Nhưng mà con mạt nó tạo nó cho anh được cái đẳng cấp. Mặc dù anh không cần mặc đồ hiệu CK thôi, áo 2 triệu thôi chứ hiệu gì, không biết có hiệu chưa nữa. Nó không mặc đồ hiệu, không như ca sĩ người ta đâu, mặc áo rồi cởi gắn nút đây để lộ hai bầu vú nam á, rồi tóc rồi dựng ngược lên rồi nhích ngược lên rồi xịt rồi cắt sẹt lên cái rồi sẹt lên cái rồi đi vô cho cool boy vô đi rap thế mẹ đi cả biết nói sao đó. Nên thôi hôm nay anh video này anh chia sẻ vậy thôi. Nói về mạt thì có nhiều câu chuyện anh không muốn kể nhiều nữa, kể hồi nó không có đường ra luôn á. Nó quá nhiều kỷ niệm, nó quá nhiều ký ức, đụng xe cũng có đó nha ba, trổng tre cũng biết xe mấy lần cái gì, nhiều cái lắm. Nhưng mà thôi, cái gì nó không vui thì mình không nói nhiều, mình nói cái vui để anh khép lại chương trình cái video ở đây. Anh chuẩn bị qua một cái kiến thức rất là hay của bất động sản mà các em theo dõi. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.